tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, hành vi lời nói của ông Nguyễn Nhật Anh đi quá giới hạn của quý mến. Vụ tấm biển ghi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là do lỗi kỹ thuật. Miền Bắc nhiều nơi có mưa to đến rất to. Chủ tiệm điện thoại tóm gọn tên cướp mà mánh. Iran cảnh báo Israel sẽ trả giá đắt nếu có hành động vượt giới hạn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sau khi thông báo trên trang cá nhân cho biết dừng hợp tác với công ty sách Nhã Nam sau 9 năm gắn bó, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang vừa đăng tải bài viết trên trang cá nhân để nói thêm vì sao ông đi đến quyết định dừng hợp tác với Nhã Nam. Theo đó, tiến sĩ Đặng Hoàng Giang cho biết bản thân ông đã tiếp xúc và nói chuyện trực tiếp rất kỹ, rất cẩn thận, rất chi tiết với nữ nhân viên Nhã Nam mà ông Nguyễn Nhật Anh, nguyên tổng giám đốc công ty Nhã Nam, đã nhắc tới trong bức thư xin lỗi của mình là ông đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với cô. Sở dĩ ông Đặng Hoàng Giang tiếp cận được nữ nhân viên này vì đó là người nhà ông. Ông cũng cho hay, khi nữ nhân viên này phản ánh sự việc với một số quản lý cấp trung trong công ty, cô nhận được hoặc sự im lặng hoặc thái độ coi thường mức nghiêm trọng của vấn đề hoặc bao che biện hộ. Khi câu chuyện đã được nhiều nhân viên trong Nhã Nam biết tới, một số người đã dũng cảm bảo vệ, ủng hộ dù biết bản thân là thiểu số. Nhưng số đông còn lại vẫn tiếp tục những thái độ này, những cách phản ứng này khiến nạn nhân tiếp tục chịu các tác động tiêu cực về tâm lý. Ông cũng cho hay, trong thư gửi riêng cho Nhã Nam, ông đã kết thúc bởi một câu mà ông không muốn nhắc lại trong bài viết này. Đó là cộng đồng đọc sách Việt Nam cần Nhã Nam, nhưng đó phải là một Nhã Nam khác, một tập thể Nhã Nam có sức đề kháng trước các hành vi sai, một công ty Nhã Nam có văn hóa doanh nghiệp tôn trọng người lao động, dù ở vị trí thấp nhất. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh, sửa lỗi nội dung trên tấm bản ghi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ở Nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát lại hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nghè Vẹt đã được Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định tại văn bản số 734 SVHGT ngày 10 tháng 10 2013 và hồ sơ bản vẽ hoàn công, trong đó có hạng mục biển dẫn tích với nội dung Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Như vậy, tấm bia nêu trên là một hạng mục công trình thuộc di tích Nghè Vẹt. Nội dung chữ thể hiện trên tấm bia mà công dân phản ánh nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa nhận thấy đây là lỗi kỹ thuật. Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, vừa thăm hỏi động viên những khách du lịch quốc tế đi trên tàu Hang Châu Tourist Express vừa xảy ra tai nạn trên sông Tiền, thị xã Tân Châu. Theo đó, ông Lê Trung Hiếu đã ân cần thăm hỏi những khách du lịch quốc tế vừa cập cảnh vào Việt Nam đã xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, làm nhiều người bị thương và thiệt hại về tài sản, đồng thời gửi lời thăm hỏi đến hướng dẫn viên và hành khách đang bị thương đã chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Trước đó, tại thủy phận sông Tiền thuộc xã Vĩnh Sương đã xảy ra vụ pha chở khách sang sông đâm vào tàu Hang Châu Tourist Express. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định lỗi do ông Phan Thành Được đã điều khiển tàu Hang Châu Tourist Express không giảm tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi đến khu vực bến thủy nội địa dẫn đến va chạm với phà AG-23338. Ông Cao Bình, hướng dẫn viên của đoàn khách du lịch cho biết trên tàu có 36 khách của hãng du lịch Đức đang từ Campuchia về Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Cụ thể, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 40%. Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%.
Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày được xem là cơ hội cho các ứng dụng, app cho thuê xe tự lái hốt bạc. Song thực tế đến thời điểm này, số lượng khách đặt thuê xe mới đạt khoảng 20%, thấp hơn mức 50% trong dịp lễ này năm ngoái. Do lượng khách đặt thuê xe giảm mạnh, giá cho thuê xe dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm nay không tăng như năm ngoái. Ông Lê Văn Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sigo Việt Nam cho biết, giá thuê xe trong 2 ngày lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 tăng 50% so với ngày thường. Với khách thuê xe 4 ngày liên tiếp, bao gồm cả 2 ngày lễ, mức giá được áp dụng như ngày thường. Theo tìm hiểu của báo Người Lao Động, phần lớn khách thuê xe trọn gói 2-3 ngày, đi tuyến đường gần. Người có nhu cầu đi chơi xa, về quê dài ngày thường không chọn thuê xe tự lái bởi chi phí lớn mà chọn phương tiện giao thông khác như đi máy bay, xe khách hoặc thuê xe một chiều. Ông Chu Phát Đạt, app cho thuê xe tự lái, iBookCar, cho hay năm nay phần lớn khách đặt thuê xe trong 3 ngày trước lễ, từ 27 đến 29 tháng 4, để hưởng giá thuê như ngày thường. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Văn Phú Hiệp, sinh năm 1989, trú khối phố Xuyên Đồng, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên để điều tra về tội cướp giật tài sản. Trước đó, Hiệp đã dùng băng keo che biển số xe máy rồi chạy đến cửa hàng điện thoại di động tại đường Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước với ý định cướp tài sản bán kiếm tiền tiêu xài. Đến nơi, Hiệp giả vờ hỏi mua điện thoại cũ thì được chủ tiệm mang ra hai chiếc điện thoại hiệu Samsung và Vivo. Lợi dụng lúc chủ tiệm không chú ý, Hiệp cầm hai chiếc điện thoại bỏ chạy ra xe tẩu thoát. Tuy nhiên, Hiệp đã bị chủ tiệm bắt giữ, bàn giao cho lực lượng công an. Ông Cao Viễn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong. Nạn nhân là hai anh em ruột, DCM, sinh năm 2002, và DCM, sinh năm 2008, chú thôn Rục, xã Hồng Hóa. Trước đó, chiều 20 tháng 4, hai anh em đi thả lưới đánh cá nhưng đến tối không thấy về nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Chính quyền xã Hồng Hóa cũng đã huy động các lực lượng tích cực hỗ trợ. Quá trình tìm kiếm tại khu vực suối Rụ Rèng, đoạn tiếp giáp giữa xã Hóa Phúc và xã Hồng Hóa, các lực lượng phát hiện hai anh em đã tử vong. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa có thông tin chính thức về vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng. Theo đó, lúc 11h15 ngày 19 tháng 4, trường Trung học cơ sở Trần Quang Khải nhận được đơn trình báo từ người nhà em NTTT, lớp 64, về việc em này bị bạn học đánh hội đồng. Ngay sau đó, nhà trường mời các em học sinh liên quan lên làm việc, tìm hiểu thông tin việc gây gổ đánh nhau là do mâu thuẫn cá nhân. Em NTTT hiện đã đi học lại, sức khỏe và tâm lý ổn định. Về hoàn cảnh gia đình, cha mẹ em T đã ly hôn, mẹ làm ăn xa ở miền Nam. Trước khi xảy ra vụ việc, T ở với bố và thiếu sự quan tâm của gia đình. Sau khi biết được vụ việc, mẹ em T đã đưa em về sinh sống ở nhà ngoại tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, hàng ngày đưa đón em đi học. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam vừa cho biết, xe khách và xe tải xảy ra va chạm khiến tài xế xe tải tử vong, một người trên xe khách bị thương. Thông tin ban đầu, tài xế Huỳnh Ngọc Tín, 51 tuổi, trú tỉnh Bình Định, điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 82LD00006 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đà Nẵng-Kon Tum. Khi qua địa phận thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xe khách xảy ra va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 29H85506 do tài xế Trần Văn Hưng, 38 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, điều khiển theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến tài xế Hưng bị thương nặng, được người dân đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã không qua khỏi. Ngoài ra, có một người trên xe khách bị thương nhẹ. Hiện Công an huyện Phước Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Ami Abdollahian hôm 19 tháng 4 cho biết Tehran đang điều tra cuộc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời nói thêm rằng hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc có liên quan đến Israel. Ông Ami Abdollahian nói với đài NBC News rằng các máy bay không người lái UAV cất cánh bên trong lãnh thổ Iran và bay được vài trăm mét trước khi bị bắn hạ. Dù vậy, ông Ami Abdollahian cũng cảnh báo nếu Israel trả đũa và hành động nhằm vào các lợi ích của Iran, Tehran sẽ phản ứng tức thì ở mức tối đa. Hiện chưa có thêm thông tin về cuộc tấn công, như liệu chỉ có UAV được sử dụng.
địa điểm phát động hoặc có mục tiêu nào bị đánh trúng hay không. Theo hãng tin Reuters, các đánh giá của tình báo phương Tây đồng ý với thông tin được Bộ Ngoại giao Iran đưa ra. Điều này cho thấy vụ tấn công do lực lượng đặc nhiệm Israel hoặc một phe phái Iran liên minh với nước này gây ra. Israel từng bị cáo buộc gây ra một số cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iran, như vụ UAV không kích vào một nhà máy vũ khí ở thành phố Isfahan vào tháng 1 năm 2023. Hạ viện Mỹ vừa thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của các thành viên Đảng Cộng Hòa. Gói viện trợ bao gồm 60,84 tỷ USD cho Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel, 8,12 tỷ USD cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 9,1 tỷ USD cho các nhu cầu nhân đạo. Theo thủ tục, gói này sẽ được chuyển đến Thượng viện Mỹ để xem xét thông qua, sau đó chuyển tới Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Tổng thống Biden hoan nghênh Hạ viện thông qua gói viện trợ mới dành cho Ukraine, Israel. Ông Biden nói rằng gói viện trợ nước ngoài này phát đi thông điệp rõ ràng về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Cũng trong cuộc họp ngày 20 tháng 4, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho một quỹ đặc biệt dành cho Kiev. Theo thống kê, hiện có khoảng 300 tỷ USD tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa, hầu hết bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Bỉ, chỉ có hơn 6 tỷ USD trong các ngân hàng của Mỹ. Báo New York Times vừa khẳng định quân đội Nga đến giờ đã phá hủy 5 xe tăng Mỹ Abrams tại Ukraine và làm hư hại 3 chiếc khác. Xe tăng M1 Abrams đắt đỏ được Mỹ bàn giao cho Ukraine trở thành mục tiêu của máy bay không người lái UAV giá rẻ. Ngay cả một trong những biểu tượng quân sự uy lực nhất của Mỹ cũng không tránh được tổn thất trước các cuộc tấn công như vậy. NYT khẳng định, ít nhất 5 trong tổng số 31 chiếc được Washington cung cấp cho Ukraine đã bị lực lượng Nga phá hủy, trong khi 3 chiếc khác chịu thiệt hại ở mức độ vừa phải. Trong hầu hết trường hợp, xe tăng bị phá hủy bởi UAV Kamikaze góc nhìn thứ nhất, FPV, có khả năng tấn công vào những điểm yếu nhất của mục tiêu với độ chính xác vượt mức 90%. UAV Nga giá chỉ 500 USD có thể phá hủy xe tăng Abrams 10 triệu USD. Tờ báo hàng đầu nước Mỹ nhận xét, đồng thời thừa nhận không có cách đơn giản để bảo vệ xe tăng trước UAV. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!